Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong vòng 24 giờ qua. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Nam diễn viên người Ấn Độ chia sẻ ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Jennie của Blackpink. BTS đổ bộ sân bay sang Mỹ, Trung Quốc bắn tim siêu thân thiện, Jimin lộ tóc mới cực hot. Một câu hỏi khiến Knet chia rẽ sâu sắc khi bàn đến định hướng quảng bá khác biệt của Twice, không muốn hay không thể hoạt động solo. Khi Suho của EXO đi hát đám cưới, cất giọng muốn rụng tim nhưng ra một điều kiện cực kỳ táo bạo mới chịu hát tiếp. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nam diễn viên người Ấn Độ chia sẻ ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Jennie của Blackpink. Jennie của Blackpink có hàng triệu fan hâm mộ. Một trong số đó là nam diễn viên Anupam Tripathi. Anupam Tripathi trở nên nổi tiếng nhờ vai Ali trong Squid Game của Netflix. Giữa những trò chơi chết chóc đầy bạo lực thì Ali đã thể hiện lòng trung thành, hiền lành, vị tha của anh, khiến anh chiếm được rất nhiều tình cảm của fan hâm mộ từ trong phim lẫn ngoài đời. Trong tập 163 của Melon Station, Anupam Tripathi đã nói về việc gặp gỡ Jennie trên phim trường. Là một bling, anh rất vui khi được gặp gỡ trực tiếp một nữ ngôi sao đình đám và anh không có gì ngoài những điều tốt đẹp để kể về Jennie. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ: Tôi đã gặp Jennie khi cô ấy đến thăm phim trường. Thật sự rất khác biệt với việc gặp gỡ một diễn viên. Tôi thậm chí đã nhận được một chữ ký. Tôi rất hạnh phúc, cảm giác như tôi đang gặp được một ngôi sao nhạc rock vậy. Jennie là một người rất trân trọng fan hâm mộ và bạn bè của mình. Vào tháng 7 năm 2020, khi Squid Game bắt đầu quay thì cô nàng đã gửi một xe tải đồ ăn đến phim trường để ủng hộ bạn của cô, nữ diễn viên Jung Ho Yeon và các bạn diễn. BTS đổ bộ sân bay sang Mỹ, Trung Quốc bắn tim siêu thân thiện, Jimin lộ tóc mới cực hot. Vào đầu giờ chiều ngày 17 tháng 11 thì BTS đã đổ bộ sân bay quốc tế Incheon khởi hành sang Los Angeles. Đây cũng chính là lịch trình nước ngoài được cộng đồng ARMY vô cùng chờ đợi. BTS sẽ có quãng thời gian bận rộn tại Mỹ, từ việc tham dự lễ trao giải AMA cho đến việc tổ chức concert Permission to Dance on Stage. Tại sân bay vừa qua thì BTS ghi điểm bởi thái độ thân thiện, dù bị bao vây bởi rừng phóng viên và người hâm mộ, nhóm vẫn vui vẻ vẫy tay tương tác cùng fan. Concert sắp tới là concert offline đầu tiên của BTS sau 2 năm nên tâm trạng các thành viên đều rất thoải mái. Trong từng thành viên thì em út Trung Quốc tỏ ra phấn khích nhất. Anh chàng liên tục giơ tay chào fan, cúi đầu lễ phép trước truyền thông, đồng thời còn làm fan surprise cực kỳ đáng yêu các động tác bắn tim trước ống kính. Bên cạnh những hành động đáng yêu của Trung Quốc, các ARMY cũng dành trọn sự chú ý tới kiểu tóc của Jimin. Jimin đội mũ giấu tiệt mái tóc, nhưng các fan đã soi ra được kiểu tóc nhuộm highlight của anh chàng, hứa hẹn về loạt concept bùng nổ các sân khấu ở Mỹ trong thời gian tới. Trong khi BTS đổ bộ sân bay, loạt từ khóa về các chàng trai đã phủ sóng top trending Twitter toàn cầu. Người hâm mộ để lại những lời chúc về chuyến đi an toàn, khỏe mạnh và hy vọng nhóm sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Mỹ. Một câu hỏi khiến Knet chia rẽ sâu sắc khi bàn đến định hướng quảng bá khác biệt của Twice, không muốn hay không thể hoạt động solo. Khi nhắc tới Twice, một trong những điều khiến họ trở nên khác biệt hẳn so với phần còn lại của K-pop chính là định hướng quảng bá lúc nào cũng đặt các hoạt động nhóm lên làm ưu tiên hàng đầu. Tính đến nay thì Twice đã debut được 6 năm và chuẩn bị bước vào thời điểm thương thảo để tái ký hợp đồng với công ty chủ quản. Tuy nhiên thì so với các nhóm nhạc cùng thời, rõ ràng sự nghiệp của nhóm nhạc nữ nhà JYP vẫn đang thiếu vắng các hoạt động cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cư dân mạng đặt cạnh hai nhóm nữ đình đám khác thường được đưa lên bàn cân so sánh với họ chính là Red Velvet và Blackpink. Khán giả lại càng cảm nhận được rõ hơn số lượng hoạt động solo của Twice đang ít ỏi đến mức nào. Red Velvet debut 2014, tức là chỉ trước Twice 1 năm, nhưng hiện tại đã có 2 thành viên debut solo, cho ra mắt một sub-unit, đồng thời cũng có 3 thành viên lấn sân sang mảng phim ảnh. Với Blackpink, dù debut sau Twice, nhưng 3 trên 4 thành viên của nhóm đều đã phát hành sản phẩm album solo, trong khi người còn lại cũng đang tích cực quảng bá với vai trò diễn viên. Thế nhưng trong trường hợp của Twice, chẳng những không có thành viên nào ra mắt solo, đi đóng phim hay quảng bá sub-unit, mà khán giả cũng rất hiếm khi được thấy các cô gái tham gia hát OST cá nhân hay là collab với một nghệ sĩ khác. Bản OST đầu tiên trong sự nghiệp của Twice cho bộ phim Hàn Quốc cũng là sản phẩm được cả nhóm thể hiện cùng nhau. Đó chính là nhạc phim Hospital Playlist 2.
Thực tế thì vấn đề thiếu vắng hoạt động solo và sub unit cũng đã từng được đưa ra thảo luận khi mà Twice xuất hiện trên chương trình Radio Star của MBC hồi năm ngoái. Khi ấy thì trưởng nhóm Jihyo đã chia sẻ rằng các hoạt động cá nhân hoặc nhóm nhỏ có thể khiến họ chểnh mảng hoạt động chung, trong khi đó cô vẫn muốn cả nhóm đi cùng nhau dưới cái tên Twice trong một thời gian dài. Thậm chí các thành viên khác khi được hỏi đến cũng khẳng định rằng họ hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của leader Jihyo. Những chia sẻ khi đó của Twice khiến người hâm mộ tin rằng lý do thực sự khiến nhóm nữ nhà JYP thiếu hụt hoạt động cá nhân đến vậy chính là vì các thành viên không muốn ra solo để dồn sức lẫn tâm trí cho hoạt động nhóm. Tuy nhiên gần đây, chủ đề này sau khi bất ngờ được nhắc đến trên một diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc đã gây chia rẽ sâu sắc trong quan điểm của cộng đồng mạng xứ sở Kim Chi. Nhiều người khẳng định rằng không có lý do gì để Twice phải tách ra solo trong khi cả nhóm vẫn đang làm rất tốt và kiếm được rất nhiều tiền từ các hoạt động chung. Thế nhưng với một bộ phận netizen khác, họ lại cho rằng bản thân Twice vốn không thể hoạt động cá nhân vì không có thành viên nào đủ sức solo và có khả năng thành công trong vai trò này. Cụ thể, Knet để lại những bình luận như: lý do JYP không để Twice hoạt động solo chính là vì Miss A. Suzy quá thành công khi hoạt động solo nên Miss cũng bị gắn cái mác Suzy và những người bạn, dù bản thân nhóm cũng làm rất tốt. JYP không muốn Twice thành một Miss A thứ hai, nên ngay từ đầu họ chỉ cho nhóm tập trung vào những hoạt động teamwork làm chủ đạo thôi. Không phải là vì không đủ năng lực nên không hoạt động solo hay sao? Chẳng thành viên nào của Twice có khả năng thành công khi tách ra hoạt động solo đâu. Khi Suho của EXO đi hát đám cưới, cất giọng muốn rụng tim nhưng ra một điều kiện cực kỳ táo bạo mới chịu hát tiếp. Tối ngày 17 tháng 11, người hâm mộ K-pop được dịp xôn xao trước tin đồn trưởng nhóm của EXO là Suho sẽ kết hôn vào tháng 2 năm sau. Tin đồn này xuất phát từ một bài báo xứ Trung và được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Tuy không rõ thực hư ra sao, nhưng sau khi Chen đã kết hôn và đang có đứa con thứ hai, người hâm mộ của EXO lại càng để ý đến thông tin này. Suho nổi tiếng là một trưởng nhóm tận tâm và rất yêu quý fan của mình. Nhiều người cho rằng người cưới được Suho đúng là có một diễm phúc lớn. Trong một clip Suho và Chen dự đám cưới của một người quen vào 2016, cả hai đã có phần chúc phúc và hát mừng cô dâu chú rể. Không chỉ có giọng hát khiến người xem rung rinh và visual đỉnh, Suho còn thể hiện sự hài hước của bản thân cũng như cực kỳ quan tâm đến nhân vật chính bằng hoạt động đáng yêu. Trước khi hát, Suho đã thể hiện sự mặn mòi của mình bằng lời chúc: hy vọng sau này anh chị sẽ sinh được những cháu bé đẹp như EXO chúng em. Sau đó bộ đôi cất tiếng hát ca khúc Like a Chill, lịch lãm, cất giọng cực kỳ trầm ấm và ngọt ngào, trông Chen và Suho không khác gì những chú rể. Nhưng chỉ mới xây dựng được hình tượng một lúc, Suho lại tiếp tục tấu hài: nếu anh chị thể hiện những hành động yêu thương mãnh liệt thì bọn em mới hát tiếp. Màn ra điều kiện hài hước này khiến cô dâu chú rể không thể nào từ chối. Sau khi nhân vật chính hôn nhau, Chen và Suho tiếp tục hát ca khúc ý nghĩa này trong tiệc đám cưới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức mới cùng với mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.